Kính chào quý khán thính giả đã đến với tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Quý khán thính giả thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, có những việc chúng ta không thể tự làm được mà chúng ta phải thuê người hoặc nhờ người khác làm giúp chúng ta. Nếu chúng ta không sử dụng đúng cấu trúc câu nhờ vả hoặc thuê ai đó làm gì giúp chúng ta, thì rất dễ sẽ nhận lại được sự từ chối, phục vụ từ các cửa tiệm hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ. Chính vì vậy trong bài hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ cấu trúc và 15 tình huống thực tế mà quý khán thính giả thường phải nhờ người khác làm giúp. Bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng làm quen với cấu trúc. Cấu trúc này được gọi là câu bị động đặc biệt. Được dùng khi nhờ hoặc thuê ai đó làm gì. Have cộng với something và cộng với done. Done ở đây là quá khứ phân từ của động từ do được dùng làm tiêu biểu cho các động từ còn lại. Nói như vậy thì quý khán thính giả cần phải lưu ý khi sử dụng động từ đi sau something trong cấu trúc này, nếu có quy tắc, chúng ta sẽ thêm đuôi ed. Còn động từ bất quy tắc thì chúng ta phải sử dụng post participle, quá khứ phân từ. Bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đi vào tình huống số 1. Nếu ở các quốc gia nói tiếng Anh, quý khán thính giả sống ở đó mà tìm tới tiệm cắt tóc, chúng ta nói tôi muốn cắt tóc. Bình thường nếu chúng ta nói I want to cut my hair thì chắc chắn thợ cắt tóc sẽ không cắt cho quý khán thính giả, mà câu này người ta sẽ nghĩ quý khán thính giả tự cắt tóc. Và như vậy Hãy về nhà và tự cắt tóc cho mình. Vậy để được cắt tóc thì chúng ta dùng cấu trúc câu nào? Đó chính là cấu trúc bị động đặc biệt. Have my hair cut. Và câu này, tôi muốn cắt tóc, chúng ta sẽ nói I want to have my hair cut. Động từ cut ở đây là quá khứ phân từ. I want to have my hair cut. I want to have my hair cut. Cấu trúc số 2, một việc mà chúng ta không bao giờ có thể tự làm được. Đó là tôi muốn xây nhà. Nếu chúng ta đang tìm một đối tác hoặc nhà thầu có thể giúp chúng ta xây nhà thì chúng ta sẽ nói I want to build my house. Nếu nói như thế này thì nhà cung cấp dịch vụ xây dựng sẽ nghĩ quý khán thính giả tự xây nhà cho mình. Thay vì như thế, chúng ta phải dùng cấu trúc bị động đặc biệt. I want to have my house built. Quý khán thính giả hãy nhìn vào động từ build. Đây là quá khứ phân từ của build. I want to have my house built. I want to have my house built. Hay như tình huống số 3, nếu quý khán thính giả tìm đến với tiệm chụp ảnh mà chúng ta nói tôi muốn chụp ảnh, I want to take a photograph thì người chụp ảnh sẽ nghĩ là chúng ta tự chụp ảnh cho mình và họ không giúp được gì. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải nói I want to have my photograph taken. Động từ taken là quá khứ phân từ của động từ take. I want to have my photograph taken. I want to have my photograph taken. Trường hợp số 4. Nếu quý khán tính giả bị mất chìa khóa và phải đánh thêm một chiếc khác, chúng ta cũng không bao giờ có thể tự làm được việc này và tìm đến tiệm sửa khóa. Chúng ta nói, Tôi muốn đánh thêm một chiếc chìa khóa như thế này. I want to make another key. No, câu này chúng ta sẽ phải tự đánh chìa khóa cho mình. Và để được phục vụ, chúng ta phải nói I want to have another key made. Động từ made là quá khứ phân từ của make. I want to have another key made. I want to have another key made. Tình huống số 5. Tôi muốn sửa xe trong trường hợp chúng ta đi tới các gara. Nếu chúng ta nói I want to fix my car, có nghĩa là chúng ta tự sửa xe cho mình. Và thay vào đó thì chúng ta phải nói I want to have my car fixed. I want to have my car fixed. Động từ fixed là một động từ có quy tắc, như vậy chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed, fixed. I want to have my car fixed. Tình huống số 6. Nếu chúng ta đến với cửa hàng làm mộc và nói tôi muốn đóng một chiếc tủ quần áo. I want to make a closet thì chúng ta sẽ phải tự đóng tủ quần áo cho mình. Thay vào đó thì chúng ta sẽ phải nói I want to have a closet made. I want to have a closet made. I want to have a closet made. A closet made. Tình huống số 7. Ở tiệm giặt là Tôi muốn giặt chiếc áo khoác. I want to clean my coat. Chúng ta sẽ không nói cấu trúc câu này bởi nếu dùng câu này chúng ta sẽ phải tự giặt quần áo. Thay vào đó chúng ta nói I want to have my coat cleaned. I want to have my coat cleaned. Tình huống số 8. Tôi muốn bấm lỗ tai. Nếu chúng ta nói I want to pierce my ears thì chúng ta sẽ phải tự bấm lỗ tai cho mình. Thay vào đó nếu muốn nhờ và thuê người khác thì chúng ta sẽ phải nói I want to have my ears pierced. I want to have my ears pierced Động từ pierce là bấm, đâm thủng. Là một động từ có quy tắc, cho nên chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed. pierced I want to have my ears pierced. Tình huống số 9, tại các cơ sở y tế, khi chúng ta tìm đến họ, chúng ta nói: Tôi muốn kiểm tra sức khỏe. I want to test my health thì chúng ta phải tự kiểm tra sức khỏe cho mình. Thay vào đó thì chúng ta sẽ phải nói I want to have my health tested. Tested là một động từ có quy tắc và thêm đuôi ed. I want to have my health tested. I want to have my health tested. tình huống số 10. Tôi muốn kiểm tra chiếc răng đau. I want to check my hurt tooth. Nếu dùng câu này thì chắc quý khán thính giả cũng đã biết chúng ta sẽ phải tự kiểm tra chiếc răng của mình. Còn nếu nhờ nha sĩ thì chúng ta sẽ phải nói I want to have my hurt tooth checked. I want to have my hurt tooth checked. Tình huống số 11. Tôi muốn kiểm tra mắt. I want to test my eyes. Thì hãy về nhà và tự kiểm tra mắt cho mình. Còn nếu tại các cơ sở chữa mắt thì chúng ta sẽ phải nói I want to have my eyes tested. I want to have my eyes tested. I want to have my eyes tested. tình huống số mười hai. Tôi muốn may rèm cửa. I want to make curtains. Nếu nói câu này thì chúng ta phải tự may rèm cửa cho mình. còn nếu muốn nhờ và thuê người khác thì chúng ta sẽ nói. I want to have curtains made. I want to have curtains made. I want to have curtains made. mười ba. Tôi muốn sửa điện thoại tại các cửa hàng sửa điện thoại. Chúng ta nói I want to fix my phone. thì hãy về nhà và tự sửa. và nếu muốn thuê người ta sửa, hãy nói I want to have my phone fixed. I want to have my phone fixed. I want to have my phone fixed. 14. Tôi muốn sửa máy tính. I want to fix my computer. Câu này có nghĩa là quý khán tính giả tự sửa máy tính cho mình. Còn nếu thuê thợ, chúng ta sẽ phải nói I want to have my computer fixed. I want to have my computer fixed. và cuối cùng tôi muốn thiết kế đường điện nhà tôi nếu chúng ta tự thiết kế hãy nói I want to design my in house electricity system nhưng nếu muốn nhờ thợ điện thiết kế cho chúng ta thì chúng ta phải nói I want to have my in-house electricity system designed. Động từ design, thiết kế có quy tắc, chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed. I want to have my in-house electricity system designed. Quý khán thính giả thân mến, hãy ghi nhớ cấu trúc này cho kỹ để khi đi thuê hoặc nhờ ai đó chúng ta sử dụng không bị nhầm lẫn cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi thank you for watching and goodbye